rất là thích mình dạy em học toán thì nó rất là vui và hài hước ý. Với cả em cũng sắp vào lớp 1 rồi, cho nên mình sẽ dạy được đi bé nhỏ toán và để bù đắp lại mình đã mua rất rất là nhiều đồ ăn vặt và tiền tiết kiệm của mình để cho Ngọc đi bé nhỏ ăn. Chắc là Ngọc đi bé nhỏ sẽ không phải lắm đây và mình sẽ không nghĩ đến chuyện mình tự chế và đi bé nhỏ nữa. Đây là quyển sách toán, quyển sách giáo khoa toán của học sinh lớp 1. Mình sẽ dạy Ngọc Ruby bé nhỏ nhé. Và các chị và các bạn ơi, hôm nay mình có rất là nhiều đồ ăn vặt để cho Ngọc Ruby bé nhỏ ăn nè. Đầu tiên là hai gói bim bim vị hai gói bim bim hình que giòn vị phô mai. Loại bim bim này Ruby bé nhỏ rất thích ăn. Còn đây là kẹo bánh sắc cầu vồng, Ruby bé nhỏ rất thích có những thử thách với kẹo này. Ở đây là kẹo Huta Huta, Ngọc Ruby bé nhỏ thì lại rất thích có những trò đùa mới để ăn cái kẹo dài Huta Huta này đây. Hôm nay mình sẽ cho hẳn Ngọc Ruby bé nhỏ một hộp kẹo Huta Huta luôn. Còn đây là kẹo mút Mikita, kẹo mút Mikita sữa này. Ngọc Ruby thích mút hoài luôn à. Lúc nào Ngọc Ruby cũng đòi mẹ mua cho. Có tiền Ngọc Ruby bé nhỏ cũng bảo mình mua cho luôn. À còn cái kẹo này nữa Ngọc Ruby cực kỳ thích ăn hoa ổi. Còn mình thì lại rất thích ăn hương dâu. Ồ, nhưng mà muộn lắm rồi mà Ngọc Ruby bé nhỏ vẫn chưa đến. Ôi, mình buồn quá. Hôm qua chị Phương với chị Thanh Băng ăn hiếp mình, nhưng mà hôm nay chị Băng thật tốt bụng còn đã cho mình một bữa. Chắc chị Băng đến học viên trời mình rất lâu rồi, mình phải đi nhanh thôi. Ơi nè, Ngọc Ruby bé nhỏ em đến rồi. Ngọc Ruby bé nhỏ tốt như ở đây đi. Có biết 1 cộng 1 bằng mấy không? Em không biết. 1 cộng 1 bằng mấy em không biết á. Có 1 ngón tay này, sau đó chị lại giơ thêm 1 ngón tay nữa. Thế bằng mấy? Em không biết. Em đếm đi, em không biết đếm à? Không. Ồ, thế à? Từ lúc có sách em đã không biết rồi. Ồ, thế thôi vậy. Tiếp theo nhá. Thì 2 cộng 1 bằng mấy? Ồ, 1 cộng 1 đã khó rồi. 1 cộng 2 còn khó hơn, em cũng không biết. Đây nhá, 2 ngón tay này, còn cái 1 ngón tay này, còn bao nhiêu? Em không biết. Ồ, thôi, cái phép tính tiếp theo vậy. Đâu rồi nhỉ, phép tính tiếp theo đâu rồi nhỉ? Coi nào. À, đây rồi. Thế cho chị biết là cộng 2 còn khó hơn 1 cộng 2 rồi, em không cũng không biết đâu. Đây nhá, 2 ngón tay của chị này. Sau đó lại 2 ngón tay nó còn mấy nhỉ? Em cũng không biết. Thôi kệ vậy, để chị cho xem phép tính khác.
cộng với 3 bằng mấy hả em? Em không biết. Đây nhá, 1 này cộng với 3. Em không biết. Ôi trời ơi, vậy thì mình làm cách nào để dạy cho Ngọc Lưu Vi rồi nhỉ? Để mình nghĩ coi. À, có cách rồi. Để cái xét toán vào đây. Phép tính rồi. Mình sẽ dạy những phép tính theo mình trước. Em thấy em kẹo nhất phải không Ngọc Ruby? Vâng. Này, chỉ có một cái kẹo mút này đúng không? Chỉ có một cái kẹo mút hương dâu màu đỏ cộng với một cái kẹo mút hương ổi màu xanh. Thế chỉ có tất cả bao nhiêu cái kẹo mút? 2 cái. À, trời ơi, giơ ngón tay không biết, nói miệng không biết. Sao mà cho kẹo mút em lại biết thế nhỉ? Kỳ lạ quá. Thôi không sao, như vậy càng tốt. Em giỏi quá Ngọc Ruby. Đúng rồi. Thế là 1 cộng 1 bằng 2. Em hiểu chưa? Vâng. Rồi tiếp nhá. Là 2 cộng 1 đúng không? Là chị có 2 cái kẹo Hoopa Hoopa này. Sau đó chị lại mua thêm một cái kẹo Hoopa Hoopa này nữa. Thế thì chị có tất cả bao nhiêu cái kẹo Hoopa Hoopa? 3 cái. Ồ đúng rồi. Ngọc Ruby của chị giỏi quá. Hoa đây ăn. Ủa mà em lại làm đúng nè. Vậy thì 2 cộng 1 bằng 3, em nhớ chưa? Giờ tiếp nha. Tiếp là đến phép tính 2 cộng 2 nha. Đầu tiên là chỉ có 2 cái kẹo mút nè. Một cái màu xanh và một cái màu hồng. Chị bỗng nhiên bạn cho chị thêm 2 cái kẹo mút nữa. Thế là chị có tất cả bao nhiêu cái kẹo mút nhỉ? 4 cái. Ồ, đúng rồi. Chị hỏi lại nhá, 1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 bằng 2. Đúng rồi. 2 cộng 1 bằng mấy? 2 cộng 1 bằng 3. Đúng rồi, em Ruby bé nhỏ giỏi quá. Tiếp đến phép tính cuối cùng, 2 cộng 2 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 4. Đúng rồi, em Ruby nhỏ bé của chị giỏi quá. Vậy là em đã nhớ được hết 3 phép tính đấy rồi. Bây giờ chị sẽ cho em nghỉ giải lao để ăn kẹo nhá. Kẹo. Rồi, em cứ lấy thoải mái nha. Buổi học của chúng ta hôm nay kết thúc rồi. Bữa hôm chị chỉ dạy em một ít như vậy thôi. Về nhà em ôn lại 3 phép tính đó nhá. Hôm nay em học bằng kẹo thật là nhanh quá đi. Chị khâm phục, khẩu phục hình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bóc bim bim. Này là bim bim hình que, nó có vị giòn. Và bim bim này là bim bim que giòn. Và bim bim này là vị phô mai đấy. Và sau nó có đoạn hội thoại rất là buồn cười. Chị nói rồi mà, đây là bim bim que giòn hình thịt phô mai. Ngon lắm không em? Công nhận ngon thế. Chị ơi, chị cảm ơn em nhiều. Không ăn kiểu mút, à tí nữa chị ăn kiểu mút Nikita sau. Chuyện về hôm qua chị với em Phương của chị bắt nạt em, mới cho chị xin lỗi nha, tha cho chị nha. Vâng. Cảm ơn. Em chỉ thích ăn một cái kẹo cầu vồng thôi. Em cứ lấy tự nhiên.